Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Thôi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường xinh đẹp bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thành Đạt. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại Bưu điện Việt Nam. Công việc của em là nhân viên chuyển phát nhanh và thu thuế ủy nhiệm thu của phường. Em bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay em 32 tuổi anh Quỳnh Linh ơi. 32 tuổi, chuyển phát nhanh. Xin mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào, chào bạn Nam và tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thùy Trang. Em hiện là nhân viên chứng từ lấy booking hàng xuất cho một công ty làm về dịch vụ logistics. Em làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trong một gia đình có ba chị em gái. Em là chị cả. Hôm nay thì em đến với chương trình với niềm mong mỏi tha thiết là sẽ được ông Mai và Mối giúp mình tìm được một mở mảnh ghép thất lạc của mình bấy lâu nay ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em là em biết cách ăn mặc, biết quan tâm đến người khác, biết nấu ăn, may vá chút chút, biết ca hát. Em rất là thích trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Có điểm yếu, có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em khá là thẳng tính, hơi bỏ rụt rè, cho nên là em rất là ít những mối quan hệ ngoài công việc. Em khá là cầu toàn, kỹ tính, cho nên là em rất là lo xa và nhiều khi tạo áp lực không cần thiết cho bản thân. Và cuối cùng là em không có nhiều tài lẻ đặc biệt để thu hút người khác. Rồi, bạn trai. Em xin giới thiệu anh Linh là ưu điểm của em á, thì em là một người thích thể thao, năng động, thích ca hát, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là tính tình em hòa đồng, vui vẻ. Vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là gì? Có trách nhiệm nữa. Còn khuyết điểm của em là bạn bè nhận xét em là một người hiền, ít nói. Trong giao tiếp thì thường thường em bị chậm một nhịp á. Chậm một nhịp, trời ơi. Em chuyển phát nhanh mà em chậm một nhịp, rồi sao nhanh được? Công việc nó khác, còn anh ngoài giao tiếp ấy thì em... Còn là chậm hơn người ta. Chậm hơn người ta, cho nên bây giờ em vẫn bị ế. Rồi. Anh thấy hai bạn có chung một cái sở thích, tức là ca hát nè. Thôi bây giờ mình hát bài nào cho nó sung lên, cho nó vui cái nào? Em người miền Tây thôi, em rất vui cho chương trình một cái trích đoạn trong Lưu Xuân Bá Chúc Anh Đài nha. Ủa, mọi quá người. Dữ. Thì nói chung là sở thích thôi, không biết là có hay hay không, mọi người bỏ qua trong trước cho em nha. Rồi, vô luôn. Ta qua câu điều chân tiếng em rạc rào tình thương dân đồng đầy tình mình lũ luyến ngồi nhiều lũ luyến đường dài dài thêm như nhiều ý thơ dân tay qua câu tình thắm chứa trang bao tình tình ta này tình ta này tình ta triền miên nghe lòng buồn vui đưa tiếng em. Vui mà. Được á. Bây giờ em trai nói đi. Mình có mấy mối tình rồi? Từ trước đến giờ thì em trải qua một mối tình chính thức anh. Một mối tình bao lâu? Khoảng 3 năm anh em. Sao chia? Cách đây 3 năm luôn rồi. Nhưng mà sao chia tay? Do công việc của em lúc đó nó hơi bị bận rộn á. Em bận cái em bỏ anh ta, không quan tâm anh ta đúng không? Vâng, ít thời gian dành cho bạn gái. Nhưng mà cái này là lỗi cho em. Vâng, lỗi. Bởi vì quen phụ nữ là phải chăm sóc, quan tâm phụ nữ người ta mới được chứ. Rút kinh nghiệm nha. Vâng. Bạn gái sao? Dạ, em thì trải qua hai mối tình rồi ạ. Quen nhau bao lâu em? Dạ, mối tình cuối cùng thì em quen được khoảng gần 3 năm thì được. Cũng 3 năm luôn? Dạ, gần 3 năm tụi em chia tay. Lúc mới ra trường thì khoảng 1 năm thì bạn ấy đặt vấn đề muốn cưới. Nhưng mà em thì em muốn xây dựng sự nghiệp ổn định trước rồi mới lập gia đình. Cho nên là bạn ấy không đợi được, bạn ấy chia tay. Với lại lúc đó tuổi trẻ cũng bồng bột á chị. Rồi bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi. Bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được? Em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân. 6 tháng? Lẹ dữ vậy đó hả? Có coi thầy coi tuổi gì không? Ngày xưa em thích đi coi bói lắm. Nói chung năm nào không, bây giờ quẻ đâu năm không yên tâm. Năm nay có gieo không? Dạ có. Mà năm nào thầy bói cũng nói là em lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều lắm. Năm nay gieo nói có lấy chồng không? Dạ nói là có tin vui á, nhưng mà không biết là phải tin vui hỷ sự không? Có đó, cứ tin vậy đi. Hôm nay tới chương trình là em thấy vui rồi đó. Rồi, em muốn kiếm người chồng như thế nào?
Em muốn tìm một bạn nam độc thân, có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m7 trở lên, tính tình thì ôn hòa, rộng lượng, trung thủy, quyết đoán, không bê bối, gia trưởng và quá ham nhậu nhẹt. Anh cho em hỏi là nếu như mà vợ tương lai của mình á thích nuôi chó trong nhà thì anh có cảm thấy khó chịu không anh? Không em ơi, trước nhà anh cũng nuôi mà, không sao đâu. Bạn gái muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Bây giờ qua bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ thưa chị Cát Tường, thì mẫu người bạn gái của em cũng đơn giản thôi. Cao chừng 1m55 trở lên là được rồi. Biết cách ăn mặc giống như bạn nữ đó vừa nói. Được luôn. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem bên đàn gái sao ha. Cao khoảng 1m mấy được em, 1m mấy? Đó. Dạ 1m65 anh ơi. 65 hả? Dạ. Vậy cô kia chắc cao khoảng 1m50-60 được ha. Ok, sao cũng có được. Có yêu cầu về số đo này kia không? Dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó là được rồi. 1 bằng nhau được không? 1 bằng nhau, thôi cũng được. Cũng được luôn. Cũng được. Vâng, là yêu thôi. Hay mình tập thể dục lãng được. Đúng rồi. Dạ em chào anh ạ. Chào con gái Đồng Tháp. Dạ. Nhưng bây giờ em về Đồng Nai làm dâu được không? Dạ cái này là tùy duyên thôi anh. Đồng Nai gần luôn, sát bên luôn. Nãy giờ nghe nói cũng lanh dữ lắm luôn rồi nha. Mà chắc là em không trễ nghiệp như anh bên kia đâu. Em đúng nghiệp lắm. Anh là vô nghiệp đúng không? Dạ. Anh phải kéo anh vô nghiệp của em. Được, bên đây dễ thương rồi đó. Dạ nhờ chị. Hai đứa lanh lợi như nhau. Chào chị Cát Tường. 6 tháng cưới kịp không em? Chuẩn bị kịp không? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, 6 tháng là chuyện bình thường mà chị. Nhưng mà mình đã sẵn sàng, mình có chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ rước cổ về em, là... Em đợi lâu lắm rồi chị ơi. Rồi bây giờ mình thí dụ như bạn gái về quê của mình thì có tạo cái công ăn việc làm gì được cho bạn ấy không? Nói chung là bạn gái làm ở Sài Gòn đúng không chị? Bạn gái làm ở Sài Gòn? Vâng, gần mà chị. Từ đây lên Sài Gòn không xa. Rồi không lẽ mốt lấy nhau về đi về đó ở mỗi ngày bạn gái chạy lên Sài Gòn làm chạy về hả? Bạn gái cho mình hỏi bạn gái làm ở quận mấy vậy? Em làm ở Tân Bình anh ơi. Ôi gần mà, hồi trước em lên Biên Hòa chị ơi. Lấy nhau là vẫn mà ngày tùy đi. Tùy thuộc bạn gái thôi, công việc của bạn gái thì nói chung là về dưới Biên Hòa làm cũng được mà làm trên tay cũng được, tùy bạn gái quyết định thôi. Tại vì công việc của bạn gái mà chị. Nãy giờ em đang hình dung là bạn gái bên đây là người như thế nào? Em tưởng tượng thử coi. Theo em nghĩ bạn gái bên đấy chắc tóc dài. Tóc dài. Trang phục chắc em nghĩ là chắc đẹp đó, em nghĩ mặc giống chị ấy. Hả? Mặc giống chị, mặc đầm. Mặc giống chị, áo đầm. Mày hỏi mấy thông tin sơ bộ cho bạn gái nghiên cứu thôi ha. Dạ. Rồi, tìm hiểu thời gian được thì tiến tới hôn nhân luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình của em ạ. Gồm có cha, mẹ, bà Út, thím Út, hai đứa em gái nhỏ và một người bạn của em ạ. Ồ, đông quá vậy. Dạ. Một tràng pháo tay cho nhà gái à. Rồi, chào cô chú ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Kính chào tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy hai đứa theo tôi nhận xét thì thấy nó cũng đạt. Mình có thể bấm nút mình tìm hiểu thêm. Có thời gian thì về quê từng người để mà mình tìm hiểu nó nhiều hơn. Và cho hai bên biết nhau, cơ hội nó sẽ tiến nhanh hơn nữa. Cuối cùng tôi chúc hai đứa kết thành 100 năm hạnh phúc thì tốt. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn đàn gái. Đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em ngồi dưới hình. À, bạn thân á hả? Vâng. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý anh chị, cô bác cho trường quay, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ. Em tên là Quân, em là bạn trong nhóm của anh Đạt. Theo em nhận xét từ lúc chơi với anh Đạt đến bây giờ là anh là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt là rất có hiếu với ba mẹ. Về chị đây thì theo em nhận thấy là chị nhanh nhẹn và khá thông minh và khá xinh đẹp đó. Cái gợi ý cuối cùng của em là nên bấm nút. Cũng mong là hai người cũng có thể là cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Rồi. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Kéo rào. Lần đầu tiên thì muốn quà tặng em ạ. Dạ em cảm ơn anh. Và em cũng có món quà em tặng anh. Đây là hộp mứt do chính tay em làm. Em hy vọng là mình cũng sẽ có một cái kết đẹp ngọt ngào như hộp mứt này. Đó, cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó là sao? Nãy giờ nghe em chia sẻ thì em thấy là có điểm nào giống với người yêu lý tưởng của anh không ạ? Cũng giống giống ấy. Nhưng mà anh nghĩ là chắc em hơi khó tính nhờ. Dạ đúng rồi, em kỹ tính lắm. Em thấy anh sao? Em thấy anh thì... Có bị chậm một nhịp không? Cũng có chậm chậm. Chậm mà chắc này em. Dạ,
Anh cho em hỏi là khi mà hai người quen nhau á, mâu thuẫn xảy ra thì anh có sẵn lòng là người làm lành trước với bạn gái mình không anh? Điều đó chắc chắn rồi. Tại vì tính anh cũng hiền lắm, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha. Dạ. Hồi nãy mình đem cái đàn lên, bây giờ mình có thể hát một bài hát tặng bạn gái không? Anh tặng em một bài hát nha. Dạ. Anh xin tặng hết bà cho em bài hát Anh Mơ nhé. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại, để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh có cầm tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa đó có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy, chợt nghe những lời yêu thương chiều mến. Anh mơ. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu nào đó để cảm nhận, rồi sau đó mình bấm nút thôi. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi các bạn. Mình hãy trực tiếp nói cho nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay không. Nói chung thì đến đây thì cũng đã là một cái duyên rồi. Thì chúng mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để xem có tiến xa được hay không. Còn em thì trái tim em cũng băng giá lâu rồi. Em hy vọng là anh có thể làm cho trái tim em ấm trở lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm các bạn nhé. Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi giây phút này. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Hồi nãy giờ mình chê anh ấy là chậm một nhịp, sao tới lúc bấm nút thì em lại chậm một nhịp? chắc tại bị lay á chị ơi. Bị lay hả? Mới đó lay rồi đó hả? Dạ. Xin phép hôn nữa kìa. Bác ơi cho cháu hôn em một cái nhé. Đó. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình hai Lộc ha. Họ và tên, quê quán nghề nghiệp của em. Yeah. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình. Rồi, em có nói không nữa. Em tên Hồ Hà Lộc, sinh ngày 24/1/1995. Cái tai của em là em bị hậu Covid. Dạ đúng rồi. Là lúc em bị Covid tháng mấy? Em bị Covid như là tháng... Cứ cầm video nó đưa nói chuyện bình thường. Em cứ cầm video nói chuyện bình thường. Tháng 2 thì... À là năm rồi á. Dạ. Là ngay cái đỉnh điểm dịch luôn. Không, năm mới đây nè. Năm nay thôi hả? Dạ. Ừ. Là em bị nặng lắm không hay sao? Dạ không, em bị nhẹ. Em bị nhẹ nhưng mà sao mà ảnh hưởng đến tay á, chị đang hỏi. Em không biết gì, cái đó cho em phải đi khám sao? Là em chưa đi khám luôn á hả? Chưa. Dạ. Là em bị Covid là em dính virus gì? Con bé đâu, đúng không ạ? Cái con đầu tiên, Delta. Là em dính con Delta. Dạ. Rồi ngoài cái tay của em thì em còn bị cái gì nữa không? Dạ không, mà chỉ có tay bị. Tay là bị yếu hả? Bị rung chị, cảm ơn. Tay là bị rung. Cái đó là hậu Covid đúng không? Dạ. Em bị mấy lần? Dạ em bị cách đây khoảng 1 tháng. Là mới đây thôi hả? Dạ đúng rồi. Là mới bị một lần thôi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó bị có một lần mà tay run rồi, tôi bị 3 lần thế này. Rồi, thôi ha, rồi mình đi, chị khuyên là sẽ đi khám thử coi. Coi tay nó như thế nào, rồi coi mình bị hậu Covid đó làm sao. Để mình có cái hướng mình giải quyết kịp thời ha. Dạ. Rồi, tiếp tục.
Em giới thiệu về mình nữa đi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm ở ngân hàng Vietcombank chị. Ngân hàng Vietcombank à? Dạ. Yeah. Ừ, em làm cái gì ở ngân hàng Vietcombank? Em làm giấy tờ chị. Giấy tờ gì? Là bên cái gì? Là giống như là có việc khác phát sinh thì mình làm cái gì. Chứ không có cụ thể, ví dụ như là bên giấy tờ hoặc là hợp đồng thì phát sinh mình mới làm. Nhưng mà em nhân viên trong phòng giao dịch hay là nhân viên ở đâu? Hành chính nhân sự chị. Em là nhân viên hành chính nhân sự. Là em làm được bao lâu rồi? Dạ em làm, hôm trước em làm bên nước rồi. Hôm trước em làm ở Hồ Chí Minh đó chị. Còn giờ em làm ở đâu? Dạ, em làm ở nước. Em giờ dạ, giờ làm ở nước chị. Nhưng mà làm bao lâu rồi? Dạ ở nước thì em mới làm đây những tháng, còn ở trên kia còn lâu rồi. Trên kia là cũng là Vietcombank hả? Vietcombank này chi nhánh nào đây? Thứ hai luôn chị. Cái đầu. Cái đầu là em làm ở đâu? Hồ Chí Minh chị. Vietcombank, nhưng mà biết chị biết là Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà Vietcombank ở quận mấy như thế nào? Cái gì? Nhất. Đường nào? Số 5 công trường Mê Linh đó chị. Rồi còn ở Thủ Đức thì hiện tại là em đang ở đâu? Em ở cái chỗ cộng đồng chị. Là Vietcombank chi nhánh gì? Thủ Đức chị. Nó ghi là Vietcombank chi nhánh Thủ Đức luôn. Dạ. Địa chỉ anh chị. Địa chỉ cái ngân hàng chị. 50A Đặng Văn Bi chị. Là em làm ở trên quận nhất là lâu chưa? Dạ lâu rồi chị, em làm được gần 1 năm hơn chị. Năm hơn sau đó thì em chuyển gia đình. Rồi gia đình em là cũng ở Thủ Đức luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi thu nhập của em hàng tháng thì như thế nào? Em là 12 triệu một tháng. Rồi là đang sinh sống với ba mẹ hay là sinh sống với ba mẹ? Sinh sống với ba mẹ luôn. Rồi có phụ giúp gì không? Có phụ thôi, như phụ nhà thì. Rồi đi làm gì có đưa không? Dạ chưa, tại vì tháng này á là mẹ em bảo là phải có bán tiền. Tôi hỏi mấy tháng trước thì tôi đâu hỏi tháng này đâu. Mấy tháng trước đó thì cũng có đưa, nhưng mà mẹ em bảo là không thể giữ đó để tiền cũng cứ vợ gì. Rồi để dành đi rồi kể tôi nghe coi. Dạ hiện tại thì em để dành được khoảng 20 triệu. 20 triệu sao có vợ không? Dạ, ý là trong năm nay là đủ. Trong năm nay là được. Ủa ông làm trên kia 1 năm rồi, ông có tiền thưởng hả? Thưởng ít ít chị, thưởng ít. Thưởng nhiều mà ít. Tại vì em làm bên thời vụ của chị. Có nghĩa là không phải em chính thức mà là thuê ngoài. Dạ. Hiện tại là em chính thức chưa hay là chị vẫn thuê ngoài? Dạ, thuê ngoài chị. Là em là một nhân viên một công ty khác, xong rồi nó muốn vô Vietcombank để làm. Không có nghĩa là ký hợp đồng với bên thứ ba hay gì, còn mình vẫn là nhân viên của Vietcombank. Em là nhân viên của Vietcombank thì dạ. Là em cũng phải ký hợp đồng với lại Vietcombank chứ, tại sao mà ký hợp đồng với bên thứ ba? Em chỉ là nhân viên của bên thứ ba thì em mới ký hợp đồng bên thứ ba thì bên Vietcombank nó mướn em về làm thôi. Cái này em đang bị nói ngược á. Dạ dạ. Trời ơi, cái gì tôi cũng nói ông, sao cái ông nói chắc là vậy là sao? Không hiểu luôn á. Là sao? Cho chị thông cái nè. Là em là nhân viên thời vụ của một Vietcombank trả tiền cho em hay là một công ty nào đó trả tiền cho em? Dạ không, Vietcombank tiền gì? Vietcombank trả tiền cho em luôn. Dạ. Nhưng mà em công ty thứ ba với em tên gì? Công ty nhân kiện cái gì? Hả? Công ty nhân kiện. Nhân kiện hả? Công ty bắt đầu gửi người đi làm. Ok. Cái này là để làm giấy tờ cái này sao nè. Rồi. Ưu điểm nhược điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, biết lắng nghe người khác. Còn nhược điểm của em là nhiệt tình quá chị. Nhược điểm là nhiệt tình quá hả? Dạ. Rồi đâm ra là sao? Đâm ra nhiều khi em bị lợi dụng cái gì? Đâm ra bị lợi dụng, ai lợi dụng rồi kể chị nghe coi. Giống như mối tình đơn phương của em gần đây nhất là em thích bạn đó, bạn đó cũng có ý thích em, nhưng mà sau khi gặp nhau về nhà bạn ấy mượn tiền nhưng mà mượn không được, bắt đầu quay mặt luôn. Bạn đó mượn nhiêu?
lúc đó em không có tiền trong tay, em có tiền mặt nhưng mà không có tiền trong tài khoản. Thì bạn đã nói là chuyển cho bạn là 400 để cho học sinh gì đó là 3 la. Nhưng mà cuối cùng em chưa kịp chuyển gì hết mà bạn đã qua cặp luôn. Bạn đó bao nhiêu tuổi? Bạn ấy bạn em thì 95. Chưa cho là bạn đó cũng nghỉ chơi rồi đó. Dạ. Sống đó anh có tiền mặt thôi, anh không có tiền trong tiền thẻ. Thì em có nói gì rồi nhưng mà bạn là kiểu cũng không chịu, cũng không chấp nhận gì. Rồi, về sở trường, tài lẻ của em là cái gì? Dạ em hát gì. Rồi gì nữa? Nhảy hiện đại. Biết võ thuật, biết dạ. Hát cái nhảy hiện đại. Võ thuật là em nhảy võ gì? Dạ, Vô Việt Nam với Aikido ạ. Vô Việt Nam với Aikido ạ. Aikido. Aikido. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Rồi, hát cho chị một đoạn em nè. Từng em bên ngoài một phiên trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi, võ thuật hả? Dạ. Đánh bài đồ coi được không? Đó là đánh rồi. Ừ, đánh đi. Ảnh quay được thì quay nè. Rồi ok. Rồi chạy qua ba mối tình, kể chị nghe coi ba mối tình sao nè. Cái mối tình đầu tiên của em là thầy gặp ba chị. Rồi xong hai đứa chia tay vì cái lý do là không hợp tính nhau. Hồi đó em cũng bị gia trưởng cái gì. Hồi đó còn bây giờ hết rồi. Hồi đó làm sao gia trưởng, giờ xong hết. Hồi đó là em kiểu em bắt bạn đó là theo ý em luôn á. Bắt đầu cũng theo ý á. Nhưng mà sau đó em khi chia tay em rồi thì em mới nghĩ ra là mình sai. Thấy sai rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình thứ hai, thứ ba làm sao? Phải nghe. Mối tình đó thì cũng được có 1-2 tháng thì xong rồi cảm thấy nhau không hợp tính nhau á. Rồi bắt đầu chia tay luôn. Không hợp là không hợp ở điểm nào? Tính cách gì? Tính cách. Ví dụ em hỏi đó, ủa sao mình chia tay vậy? Thì nó là không hợp nhau, không tính cách nhau gì thôi. Nhưng mà em cảm là bạn gái chia tay em thôi. Dạ. Bạn nào cũng chia tay em á. Dạ đúng rồi. Quen mấy tháng thì chia tay? Bạn đầu thì 1 năm hơn, còn bạn thứ hai, thứ ba thì 1-2 tháng. Gì mà quen nhau 1-2-3 tháng thì chia tay không vậy ông? Em thấy bạn với em hợp không? Mà sao bạn nó không hợp? Giống như là tính của em thì lúc nào cũng thẳng cái gì. Còn bạn em thì cũng như là không thích như vậy. Ý nhiều có nhiều cái việc em phải nói thẳng ra, chứ không phải em không bán được. Nhưng mà con gái thì thường bị thì lộ lời nói với người ta thì thẳng quá rồi người ta chia tay luôn. Dạ chắc vậy. Đâu trường hợp nào em nói thẳng với bạn gái đâu, kể chị nghe coi. Ví dụ như em thấy bạn nói chơi với một bạn khác thì em mới nói là mai mốt mình đi như vậy được rồi, nhưng mà bạn không chịu, bạn ấy không thích đi với bạn kia. Thế cho nên là không hợp tính nhau. Vậy không hợp tính nhau hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi. Có vậy thôi hả? Là mối tình thứ hai thứ ba là bạn nào cũng đi với bạn nam khác vậy hả? Dạ đúng rồi. Là em hết với em nói xong rồi các bạn chia tay luôn. Dạ. Rồi, em quen mấy bạn đó nhiêu tuổi vậy? Sinh năm 98 chị. Chứ lại sinh năm 95. Nít quá vậy. Cổ ghê. Rồi sao lên đây kể chị nghe coi. Ở ngoài tuổi của em cũng thu nhập cao. Rồi em cũng có nhà ở Sài Gòn mà sao không tìm được ai, sao lên đây? Em chẳng có duyên với chị. Sao á? Em như là quen được, nhưng mà quen được thì có một thời gian ngắn lại là chia tay được rồi. Em có nghĩ là do em không? Dạ, hiện tại bây giờ em không có còn em được ngày xưa nữa. Rồi, mẫu người yêu của em như thế nào? Dạ, tóc dài, ưa nhìn. Ưa nhìn là ưa nhìn sao hả? Dạ, dễ nhìn chị không cần ngạc quá, không cần. Chị không biết, dễ nhìn với chị nó khác dễ nhìn với em. Nên mình phải mua miêu tả chi tiết cho chị. Chiều cao, ví dụ như trên khuôn mặt bạn đó như thế nào, hoặc là cái mẫu người nào, cái gu người nào mà em thích. Như nãy cái anh kia nói đó, em thích ốm 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 như Ngọc Trinh vậy đó. Hay như thế nào, hay là một cái bạn là phải tròn xíu, hay là còn các bạn đeo mắt kiến, hay là tóc dài như em nói, da trắng gì đó. Thì mình phải liệt kê, hoặc là ví dụ như thích mắt to hay là hả, thích mắt nhỏ hay sao đó. Chứ ưa nhìn sao chị biết em ưa nhìn ai. Ok, rồi. Vậy em, mẫu người của em là hiền hậu, da trắng,
Cấp dạ. Hiền hậu cỡ nào? Em cũng không biết nữa. Hay quá, giữ xíu được không? Dạ được. Trời ơi, hiền hậu mà kêu giữ xíu được cũng được luôn. Thì anh có một cái riêng với em, cũng như em là em phải nóng tính thì, nhưng mà nó đúng điện thôi. Ừ. Nhược điểm là nóng tính thôi đúng không? Dạ. Nóng tính thì sao? Dạ, dù như mà nói không được thì thôi, bỏ đi. Bỏ đi, có đánh ai chưa? Chưa. Có chửi ai chưa? Chưa chửi thiệt không? Dạ. Thấy nóng tính quá rồi. Bỏ đi thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi. Tóc dài da trắng, rồi bạn gái nhiêu tuổi được nè? À, bạn gái từ 20 đến 27 tuổi. Là lớn hơn em luôn hả? Dạ, em bằng tuổi chị, 27. À, 27 bằng em hả? Dạ. Chị hơn em được không? Hơn em không, 20 cũng được chị. Ừ, 29 cũng được mà đúng không? Dạ. Ừ. Rồi. Quê quán? Dạ, Hồ Chí Minh của chị. Ê, lắng nghe nè. Dạ. Mấy bạn đó ở đâu? Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh mà quê quán ở các tỉnh thành khác được không? Nhưng mà đừng xa quá được thì chứ. Đừng xa quá ở đâu cho tôi giới thiệu. Hà Nội vậy. Bây giờ ông cho tôi từ tỉnh này tới tỉnh kia đi. Chứ ai mà biết ông muốn một đoạn nào. Em muốn người bạn gái của em đó là ở gần Sài Gòn hơn. Tại vì để em đi chơi gì đó dễ. Thì người ta ở đây người ta làm việc rồi. Nhưng dạ. Mà chỉ nói là quê.